Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói, trở nên xinh đẹp có nghĩa là trở thành chính mình. Bạn không cần phải được người khác chấp nhận, bạn cần phải chấp nhận bản thân. Khi bạn sinh ra là một bông hoa sen, hãy là bông hoa sen xinh đẹp. Đừng cố gắng trở thành bông hoa mộc lan. Nếu bạn khao khát được chấp nhận, công nhận và cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp với những gì người khác muốn bạn trở thành, thì bạn sẽ phải chịu đựng cả đời. Hạnh phúc thực sự là sức mạnh thực sự nằm ở việc thấu hiểu bản thân, chấp nhận và tự tin vào chính mình. Nhớ nhá, những cô gái xinh đẹp.